Bloomberg, VinFast có thể niêm yết chung sàn với Apple, Microsoft, Amazon vào quý 3. VinFast sẽ niêm yết tại Mỹ thông qua sáp nhập với công ty xếp trắng Blackspace trong nửa cuối năm nay. VinFast có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Nasdaq Global Select Market trong quý 3 năm nay sau khi sáp nhập cùng công ty mua lại có mục đích đặc biệt SBIC theo nguồn tin giấu tên của Bloomberg. Trong khi một đại diện công ty cho biết với Bloomberg qua email, VinFast và Blackspace Acquisition sẽ thảo luận và quyết định niêm yết VinFast trên sàn giao dịch chứng khoán New York hoặc Nasdaq. Thông tin sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Trước đó, VinFast cho biết sẽ niêm yết tại Mỹ thông qua sáp nhập với công ty xếp trắng Blackspace vào nửa cuối năm nay. Thương vụ dự kiến hoàn thành trước ngày 20 tháng 7, qua đó định giá VinFast vào khoảng 23 tỷ USD. Nhà sản xuất xe điện Việt Nam đã chuẩn bị cho phương án IPO truyền thông trước khi thị trường vốn trở nên cực kỳ khó khăn trong suốt 18 tháng qua. Đó là lý do vì sao công ty chọn hợp nhất với một công ty SBIC, CEO VinFast Lê Thị Thu Thủy cho biết hồi tháng 5. Nasdaq Global Select Market là một cấu phần của sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, một trong những sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới. Nasdaq Global Select Market được thiết kế đặc biệt dành cho các công ty vốn hóa lớn và thanh khoản cao. Để được niêm yết trên Nasdaq Global Select Market, các công ty phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt liên quan đến vốn hóa thị trường, thanh khoản và quản trị doanh nghiệp. Nasdaq Global Select Market nổi tiếng với sự tập trung vào lĩnh vực công nghệ và các ngành công nghiệp sáng tạo khác. Nhiều công ty nổi tiếng và có ảnh hưởng trên thế giới đều được niêm yết trên thị trường này, bao gồm Apple, Microsoft, Amazon hay công ty mẹ của Google, Alphabet. Nhà đầu tư thường coi Nasdaq Global Select Market là một tiêu chuẩn cho hiệu suất của các công ty công nghệ và tăng trưởng. Thị trường cung cấp một nền tảng cho các công ty này tiếp cận vốn, tăng khả năng tiếp xúc và thu hút nhà đầu tư. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.